Wow, ôi ôi, đời em từ bán cho này cô đúng có mẹ. Đồ tiền dã mạn. Sao lại thế thế nhỉ? Wow, nhà một tỷ rồi. Tiếp chưa? Dã mạn quá rồi. Tỏ lắm, con này. Ôi, lặng lắm các bạn ạ. Đây. Ôi trời ơi, anh em gặp thì quái rồi anh em mày. Ôi, này được hai con dã man chưa? Ôi, con này anh em nhìn dã man tàn bạo chưa? Được, quá. Ôi trời ơi. Đồ câu lục phương thảo quyết sinh, chuyên cung cấp cần tay bạo lực 8H10H cao cấp. Anh em đặt hàng liên hệ ngay Zalo 0925526083. Hello, xin chào 500 anh em, quay trở lại với Thảo Quyết Sinh nhá. Trời mưa to quá các bác ơi. Này em thấy trời mưa to ấy, đi ra sẵn hàng anh em ạ. Sấm sét quá. Sấm sét to dã man luôn. Trời này đánh thì dễ nên là hàng lắm anh em ạ. Phải đào đồ thật nhanh. Đi câu ấy, thời tiết này cũng hơi khoai, cũng hơi sợ. Nhưng mà đánh cái này thì chung là trời mưa thì nó mới được nhiều cá nên là cũng máu liều một phen. Vừa em đi ở nhà xét đánh rầm luôn. Nọ ra đây tâm được cái vị trí chung là nó để nói là câu ở tương đối là đẹp đấy. Sông rộng. Chết lại móc nhầm phao anh em ạ. Vội quá. Đóng nhầm cả phao vào linh quả nữa ấy. Thế nhỉ? Tay trần run này. Trời này đi câu là hết ý luôn. Ra đồ nhanh nhưng mà muộn. Rồi, ok. Đây cho anh em xem phong cảnh nha. Hôm nọ ra đây tìm một cái bãi ngon quá anh em này. Ôi, xe đánh đấy. Mà xe này câu mới sướng. Cá mới nhiều anh em ạ. Mưa làm tầm nhìn thích quá. Phong cảnh đi câu buổi trời mưa này nào nó mang cho người ra nhiều cảm giác, nhiều kỷ niệm quá. Đấy, anh em nhìn chưa? Trời mưa nay em đánh mang ủ chua không anh em này. Đó, đánh này là xảo ổ luôn coi nhá, xảo ổ đánh cho nó phê, cho nó nhiều. Cái này nó rơi khoảng cân rưỡi đấy. Mồi trong cái này thôi mà nó rất là lặng nha anh em nhé. Đấy, cân rưỡi ủ chua đấy, xảo ổ đánh luôn. Đấy, hôm nọ có bác, các bác bảo là khi đi câu mà có cái niềm này mà kéo kiểu rách bèo thì cuốn thứ bóng vào. Hôm nay em nhà cuốn bằng tính sẵn anh em này. Có cái bà chia kia thì nó bị mất rồi. Chính xác là mất rồi, về nào cho phải hà lại khác các bạn. Chọc lên cái lỗ bèo đó các bạn. Đá tí mưa tăm tăm này câu phê. Câu cái lỗ bảo này phê. Sầm nó chớp lên trên kinh quá. Trong cái lỗ to các bác nhé. Rồi, ok rồi anh em, đục một lỗ to phạc luôn. Hôm nay nói chung là ở ngoài kia thì nó kiểu nó không có bèo, nó thưa, nó không như ở trong cái kênh ở chỗ em này. Đục lỗ to nó dễ kéo, em lúc này ok luôn. Bây giờ xảo mồi luôn anh em nhé. Rồi bây giờ xảo luôn một ủ chua xuống các bác ạ. Vào đây. Mưa này đánh mới hay. Vào đây. Còn hôm nay thì em vẫn đánh 46T thôi anh em nhé.
đấy, 46T cho nó sướng. Còn thực ra là anh em đánh bánh bằng nục ấy, thì cần cần cứng thì đánh 10H nó sẽ phê, sẽ sướng hơn 46T. Nhưng mà khi để mà cái độ lẩy, độ vít thì 46T lại hơn. Đó. Rồi. Và hôm nay em sẽ đánh bằng phao 18 anh em nhé. À, các bác nhớ này, các bác nhớ là những cây đây em bảo các bác nhớ những cái mẫu cần đánh nục ấy thì nó bao giờ bên trong các bác rút ra nó có ba khớp, khi anh em rút hết cỡ nhá, hết cỡ nó không ra hết đâu, hết cỡ các bác phải xoáy thế này đấy thì các bác sẽ thấy nó nồi ra một hai gen nữa cơ đấy. Như anh em khi đánh nục phải rút hết cỡ ống nào, không là các bác đánh ấy, một là nó sẽ bị công nóng, là nó sẽ bừa ống này hoặc là nó sẽ ghế đoạn này đấy. Nên lục, cái lực giật của lục nó rất là mạnh anh em nhé. Khi mình giật phình phát lên mà công nóng chắc chắn là sẽ bửa này hoặc gãy chỗ này. Nó không như là lực anh em mình đánh đài thì mình giật lực rất là nhẹ. Lực rất là nhẹ thôi thì sẽ không ảnh hưởng lắm. Nhưng mà đánh lục nó khác, các bác phải không rút hết cái cỡ nóng ra là rất hại cần đấy. Rồi, giờ thử độ sâu của lưỡi ạ. Để cho lưỡi xuống rò các bác nhé, rò xem độ sâu thế nào. À, ui cao quá nhỉ, ui đáy bẩn lắm, đáy nó bẩn lắm anh em ạ, chưa gì xuống nó móc rễ bèo này. Phải xuống tí nữa. Wow. Cái này nó hơn. Cái này tầm 10 mét 7 đấy anh em ạ. Hạt chặn là cho 1,5 mét mà còn chưa thấy hình đâu, là chết à. Xấu lắm, phải kéo lui lên. Chỗ này dưới đáy nó có nhiều đá lắm các bạn, thả phải thả một chỗ mà nó ok thì mới nhắc lên đấy. Đánh như này là ổn đấy, cho lún xuống tí này, khoảng 1,6 m nước thôi các bạn, không đến 1,7 m đâu. Đẹp đấy. Cái gì vậy? Ui, cái gì vậy anh em? Ui. Ui em ơi, mè anh em ơi. Ui. Ui các bác ơi, em cứ đang cứ dò lưỡi đính con mè này. Ui mè to, mè to anh em ơi. Úi giời ơi. Bác thấy đánh nục hên không? Đang dò lưỡi. Úi giời ơi. Trời ơi, xin thưa các bác ơi, lần đầu tiên em câu được cá mè đấy. Ui, đang dò lưỡi thì nhấc lên dính luôn một. Trời ơi, đâu đồ ra qua cái giống rời vậy anh em ơi. Ui, mè to mè to. Trời, bình tĩnh. 46T, các bác nhìn em bo lỗi luôn. Ui, con này to anh em ơi. Vật, còn chưa ra vật cơ anh em ạ. Chưa đổi mắc con bèo, em còn chưa ra vật. Đang dò lưỡi nhấc lên thấy dính luôn. Chết rồi. Con này làm sao mất được anh em ơi. Này phải đợi em đăng cái vật các bác nhá. Các bác ơi, đấy là đầu tiên trong đời em câu được cá mè các bác. Từ bé giờ em trước giờ em dính con mè luôn này. Mà hiện tại giờ nó đang có một bèo mất rồi, cũng không biết có lên được không. Rồi. Đây là hơi khó anh em ạ. Con này chỉ sợ nó giận chắc là cũng không mất được. Nếu mà nó dễ mạnh nó sẽ nuôi được cái bèo ra. Cái bèo chỉ có một cái đơn thôi. Về quá các bác ạ. Cứ tự nhiên nó dính con này. Trời ơi. Có thấy mùi chua bá đạo chưa? Đây đúng là lần đầu tiên nhá. Trong cuộc đời em lần đầu tiên em dính được con mè đấy. Còn bây giờ không biết có lên được hay không. Sông suối ngay lên con mày. Vào rồi các bạn.
Ui trời ơi, to luôn anh em này. Các bác ơi, hết tiền con này số chết các bác. Em vừa thả thả lưỡi mà em cũng đã bóp mồi vào lưỡi đâu. Các bác thấy em đã bóp mồi lưỡi đâu đúng không? Em thả không xuống ngay tiền con này xuống thẳng mồm này. Từ bé giờ đúng từ bé từ ngày em bắt đầu đi câu hôm nay em mới dính một con này. Trên đời có giờ đi câu gặp cá me bao giờ đâu. Ủa con này. Trời ơi con này to thế nhỉ. Trời ơi các bác ơi. Về chưa? Đúng là hay không bằng hên các bạn, con này cho nó phải rơi một bụng trứng luôn này. Sướng nhé các bác nhé. Trời. Đúng là hay không bằng hên anh em ạ. Ôi con này anh em bảo mấy cân, con này nó dưới 5 cân không nhỉ? Em cũng chưa. Em không, con này nếu mà 5 cân thì không đến đâu. Con này khoảng 5 cân không đến, nhưng mà nó con này em nghĩ nó phải hơn 4 cân đấy anh em ạ. Không thể được dưới 4 cân được. Bụng trứng này các bác nhìn là bàn tay. Nói chung là em quay video thì em thấy này, lên video cao bé mà rất là mình nhìn bên ngoài rất là to, lên video nhìn có bé thế không biết. Anh em nhìn này, em phải đo biết 20cm này, 40cm, con này dài 60cm anh em nhé. Găng găng của em 20 này, 40-60, đè dày của nó phải 20, đã man chưa? Ủa, chú này chú gặp anh nhỉ. Bao nhiêu lần em định mua cái cân điện tử về cân luôn cho anh em xem, bởi vì em nhìn bên ngoài trông thì rất là to luôn. Một khi về quay video chung nó rất bình thường, nhưng phải có cái cân thì mới nó mà chính xác được anh em ạ. Nhưng mà mỗi lần định mua cân thì em lại nghĩ là mua xong lại không dính được cá hay sao. Trời ơi các bạn ơi, con này là một bụng trứng. 2, 4, 60cm. Wow, quá là đã luôn. Wow, ôi ôi, đời em từ bán cho này cầu đúng có mè. Đầu tiên dã mạn. Sau này hên thế nhỉ. Wow anh em ơi, hiểu này. Khiếp chưa. Dã man các bác ơi. Tỏ lắm con này. Ôi lặng lắm các bác ạ. Này. Phải quá cho túi các bác ơi, nó chết mất. Khiếp quá. Nó có mẻ nó tanh thật các bác. Em vừa bề cái mà tanh hết tay sợ thật. Rồi, này bằng cái túi bé ấy. Ôi hôm nay. Hôm nay được một con này là ngon lắm này các bác ạ. Không cần con nào nữa, chỉ một con này là quá ok này. Buổi sáng này cô may mắn thế nhỉ. Đây, nằm như này. Ok. Ui, đồ con mè phê sướng quá nhỉ. Mỗi tội là mùi nó tanh. Cá mè tanh kinh khủng luôn đấy. Tanh hơn cái giống cá kia rất là nhiều. Đúng là trời câu hay không bằng hên anh em, phê thật đấy. Ủa, tành đã mà rửa cái tay các bác mũi này. Phê quá. Tay các bác này em vừa rửa tành đã mà rửa bao lần mà mùi nó vẫn còn tành, máu cá mẹ là tành thật đấy. Gà cái nhân nhớt của nó ấy, tành đã mà luôn. Mùi kinh tởm luôn. Mà phê nhà mà được còn đấy phê, hay không bằng hên các bác ơi. Công nhận là cái 46T đánh nó sướng thật, nó khỏe thật anh em ạ. Cá cái rồi con mè cái nhấc cái nó bò luôn, không chạy được, chết luôn. Chúng là bò chết luôn. Mấy cá mè nó cũng yếu. Cái này chúng là tuyệt mỹ gia nhân. Ống này nó cứng như là ống thép các bạn. Lần trước em để trên bờ bê tông ấy. Nghe em hôm nay em xéo phát xoan đi phát mày cũng tưởng nó dập ống rồi mà không dập ống, thép kinh. Mà không biết là bên ấy nó làm bằng cái quá nhiều chất liệu tốt thế không biết. Cứng như thép. Thank you.
Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Đây rồi, đây rồi anh em ơi. Vừa anh em ơi. Đây rồi. Mày vào. Chết luôn. Chết luôn em vượt anh em ơi. Ý giời ơi. Này này các bác ơi, thấy chưa? Đó mấy nữa người. Dạ. Cần 46T của em nhấc khoát chết ngay. Này vượt nhỏ quá nhá. Mày đè phao này. Đè. À, anh em vượt nhỏ nhưng mà ngon. Ôi, cho chung với con mẹ. Úi giời. Phê quá. Vào đây. Vào hết đây mà anh. Chạy đi đâu. Tuyệt vời các bác ạ. Phê quá. Anh em thấy gần 46 tê xịn không? Nhấc phát lên luôn. Con này nó chỉ có khoảng 8-9 nạng. Tầm mấy này. Ngon. Đấy. Các bác cứ nghe mình đánh lục nó sướng hơn rất là nhiều. Nhiều bác thì bảo là đánh lục thì nó tàn sát này, nó sát thương này kia. Thực ra là đánh lục nó sướng lắm bạn. Nhiều anh em chưa vàm thôi vàm bảo mấy ngày. Nhất là những anh em đang câu đài. Đang câu đài vào lục cầm sẽ bị nghiện, em khẳng định luôn. Nghiện ở đây có nghĩa là anh em khi đã câu lục rồi nhá, chắc chắn các bác sẽ chắn câu đài. Đấy một điều 100% là thế. Ok, xinh tươi đấy. Đây rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Ui ôi. Ui ôi mẹ anh em ơi. Ui ôi. Ui mẹ cụ anh em ơi. Ui. Ui mẹ to chưa anh em ơi. Ui. À ha khủng. Ui này đóng mẹ cụ anh em ơi. Wow. Ui đóng mồm. Vào đây anh em ơi. Rồi, đóng được mèo rồi. Mẹ to. Trời ơi. Ui, con này to chưa? Vào đây. Ui. Vào. Rồi. Ui, trời ơi, máu kìa. Lên anh em ơi. Ui trời ơi, đâu có mèo to anh em ơi. Trời ơi, hôm nay cuốn ổ rồi. Tỉnh bao nhiêu con này nó đóng vào mồm nó hỏng bao nhiêu máu này. Dạ. Ngủ phê. Khổ quá anh em ơi, to chưa. Thế nào nó cạnh tầm ác khê. Sợ thật, nhưng mà giống mè thì nó lại không. Nó không thích phê anh em ạ. Nó không thích phê, nhưng mà cái ui rồi to. Khủng bố. Ui rồi. Sướng quá bác ơi. Này. Chính các bác ạ. Dã man quá. Này anh em ơi, phê chưa. Ui trời ơi, anh em gặp thì quái rồi anh em ơi. Ui này được 2 con, dã man chưa. Ui con này anh em mình đã dã man tàn bạo chưa. Được quá. Ui trời ơi. Phê quá. Ui khiếp cùng tởm anh em ạ. Đó nhìn bàn tay của em này. Sợ trường này đóng 2 con đã man chưa này. Ôi ôi, tao thấy cần khỏe không? Mình lại cái giống mè này thì nó lại không được khỏe lắm các bạn. Nó không hít được sướng, nhưng mà ôi mà bị đánh trúng luôn quá, phê chưa. À, đã rồi.
sướng sướng quá các bác ạ. Đủ rồi bàn tay. Bốn con lấy cũng phải 60 phần ngang con vừa lấy cũng đủ rồi. Phê. Đã quá nhầm, cho luôn túi các bác nhá, phê quá. Trời ơi. Quá ơi. Vào lên với chúng tôi. Sướng quá. Tiếp hùng. Hàng bự. Trời ơi, khiếp cùng hàng bự chưa anh em ơi. Ôi, đã màn. Con này hai con này nó khiếp cùng quá nhà, mẻ to thật đấy. Đã đời quá. Anh em nhìn thấy đấy, kinh chưa? Con này về thấy gọi thì ăn bao giờ mới hết. Sướng như các bác ơi. Khiếp cùng. Chưa bao giờ em cùng con mẻ to của này. Đã màn. Đó, dã màn anh em. Rồi, bắt đầu trời là hình hành nắng này anh em này. Mây bắt đầu cũng tan dần đấy. Đằng đây thì này có một cơn đang kéo đến này. Một trời bắt đầu chỗ này nắng này. Đang mày mặc cái áo nắng vào anh em ạ. Trang bị mang cả áo yếc đi mặc đỡ nắng các bác ạ. Một trời nắng này khó chịu lắm. Vợ mới sắm cho quả áo này đây. Ở bên trong kia cũng có mấy bác đang ngồi các bác ạ. Kia có mấy bác đang ngồi cầu. Ý. Mình ngồi ngoài này, trời bắt đầu nó cũng tạnh mưa ráo hết rồi. Đây mưa to cây cối. Được. Đây đây quả dưa anh em, là ngày xưa bọn em đi chăn bò hay bắt cái quả này ăn. Các bác nhìn nè. Trông nó rất là giống cái quả dưa hấu ấy, nhưng mà quả này bé tí luôn. Nó cũng có vân vân kiểu đấy. Nhưng đây là chỗ em chứ gọi dưa dại. Hồi bé toàn có loại này ở đây. Ui nhiều. Ui nóng quả rồi anh em này. Này có nhìn chưa. Ui. Đây trông ít hết quả dưa hấu nhỏ luôn. Có nhìn chưa. Ít hết quả dưa luôn. Ăn quả này ngon. Rồi nó nhạt thôi. Đồ lắm này không nhìn đến cái loại này đấy anh em ạ. Đấy. Nắm nắm quả xài chi chít này. Bây giờ em với các bác đi sâu bên trong kia bác nhá. Đi sâu vào cái chỗ ngày xưa mà em hay câu ở bụi bạch đàn ấy. Mà bây giờ không đi đường này được các bạn. Đường này bây giờ nó rậm rạp đi chỉ sợ rắn này. Bây giờ sẽ lên đường to không, bắt đầu đi xuống đi vào trong kia các bác nhá. Đây là đường xuống anh em này. Xuống dốc này. Dốc kinh khủng luôn đấy các bạn. Đi cẩn thận trơn là ngã vỡ mặt đấy. Đây đi không cẩn thận là ngã. Đây người ta cũng làm mấy cái bậc xuống. Đây là chỗ huyền thoại ngày xưa các bạn. Dạo này chắc là cũng không có người vào đây câu rồi. Ngoài kia kiểu như là đường lối không đi cái ít người xuống đây. Nhưng mà bãi vẫn tuyệt vời lắm. Bãi này vẫn đẹp lắm các bạn. Đấy cá nó vừa đớp này. Wow. Chỗ này câu vẫn là chỗ lý tưởng anh em ơi. Ở đây là cái nó râm cả ngày luôn. Tuyệt đấy. Đấy các bác nhìn này. Trên đây nó toàn cây cối thôi, nó râm cả ngày luôn đấy. Cây ổi nó còn quá không nhỉ. Ổi tầm này chắc là không phải mua hết quả. Cây này cũng nhiều bác này. Đem chặt là lấy cái trống cần thì ra nó cũng trụi mất cái đoạn này. Không, hình trước là nó rậm lắm. Cái đợt đầu tiên em đến đây thì cây này nó cực kỳ rậm rạp luôn. Nhiều bác nó phạt làm trống cần này. Giờ nó cũng thưa đi nhiều. Này hoa lục bình đẹp chưa anh em này. Đấy. Ở những cái ổ bèo như thế này thì anh em đánh lục rất là sướng các bác nhé. Các bác đào lỗ xong bắt đầu cứ thả mồi xuống. Hôm nay khả năng cá chưa ăn. Nhưng ngày mai này các bác đi thả và cứ câu thì nó cũng sẽ lại vào, kiểu như mình cứ nuôi ổ đấy, cứ cho ăn mãi một chỗ kiểu gì nó cũng sẽ vào. Nên câu rất là sướng anh em ạ. Sẽ đánh lục ổ đấy, phê vậy đấy. Đây, cảnh đẹp quá. Nhưng thôi bây giờ khả năng vẫn phải đi về vị trí vừa lấy để trông coi đồ anh em nhé. Không chẳng may ông nào xuống gỡ mất thì chết đấy. Thế thôi. Rậm rạp lắm, lâu lắm mình không xuống đây anh em ạ. Trong đây nó rất là hoang sơ. Đây, ngày trước thì toàn đi chỗ này thôi.
Ngày trước đi chỗ này đi một dọc kia thì rất nhiều anh em phi xe từ kia ra đây để vào lấy câu, nhưng đợt này thì kiểu như là nó rậm rạp quá, nó chắn ngoài kia là không đi được nữa, nên là ít người vào đây hẳn, ít người vào đây nó mới rậm rạp đến mức độ như này thôi anh em ạ. Thì phao anh em ơi. Ủa anh em mình tắm mát chưa? Đây rồi, đóng rồi anh em ơi. Hàng rồi. Ui, hàng rồi anh em ơi. Ui, con gì vậy? Rô anh em ơi. Trời ơi. Rô phi to. Ui trời ơi. Rô phi cụ anh em ơi. Mày. Wow. Trời ơi, con to, rô phi to chưa anh em ơi. Rồi, đóng mỗi tí. Cô bộ mày lấy đây. Trời, dậy 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 làm cái gì? Chứ đồ móc lại móc vào cũng bèo rồi. Nó lấy phọt đã. Lấy cái phọt đi vào. Mày. Đâu em ơi. Trời ơi, đồ phi xịn các bác ơi. Đấy. Chết dậy. Đồ phi xịn chưa? Rồi, rô phi xịn anh em ơi, con này bự mày bự luôn các bác ạ. Đã màn. Rồi, cho luôn đây nữa anh em nhé. Hàng đây chứ hàng đâu. Này anh em đóng thế này các bác bảo phê không? Đấy, chỉ có lục nó mới đóng được như này các bác, đóng bụng thì đuôi. Ấy chà. Đóng dòng này đóng chắc lắm các bạn, kể cả đóng bọc bèo cũng không sợ mất. Đấy, đánh trong bèo phải chơi loại móng dòng các bạn, đừng chơi cái loại xoài mày, xoài nó trùng dây là bong ngay. Phê đấy, phê quá anh em. Này các bạn này, các bạn đóng phải chơi loại móng dòng này đóng mới sướng, không thể bong được. Anh em nhìn chưa, hàng cái này mới là hàng, con này mỏng người nhỉ, gầy, chung là cá này cá đói. Ôi đừng được kéo cả tí nó lích vào trần. Cho ngay vào túi các bác nhé. Ui phê chưa anh em ơi, đúng kiểu này đánh lục nó sướng đời chưa các bác này. Ui xời. Mục quá. Tỏ quá anh em ạ. Ui dậy ác thế. À. Phẹt phẹt luôn. Lấy các bác cầu đồ phi ở như thế này mới sướng. Chỉ đánh lục nó có nổ được như này thôi. Nào. Ok.